Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì Duy đã chuẩn bị một cái buổi lễ giao xe ở đây rồi, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó, ngày hôm nay thì Duy sẽ đi theo một cái tông là trắng và đen. Thì đây là cái chiếc xe E180 mà một lát nữa anh Hà đến, anh Hà Duy sẽ giao cho anh Hà. Thì anh Hà là một vị khách hàng cực kỳ đặc biệt luôn các bạn. Thì anh Hà coi như là ở tận ngoài Quy Nhơn đó để bay vào đây để mà nhận chiếc xe E180 này. Cho nên là ngày hôm nay là Duy cũng đã chuẩn bị mọi thứ coi như là tươm tất hơn một chút xíu so với ngày thường ha. Ok, thì một lát nữa anh Hà đến thì Duy sẽ mời các bạn gặp anh Hà cũng như là giao chiếc xe E180 cho anh Hà luôn nha các bạn. Ok. Hello anh Hà. Chào Duy. Dạ, đây là anh Hà các bạn. Thì em xin đại diện công ty sẽ gửi tặng anh Hà một cái bó hoa ha. Thì trước tiên thì em xin cảm ơn anh bởi vì là đã chọn cái chiếc xe E180 này làm cái người bạn đồng hành trong thời gian sắp tới. Cũng như là em xin chúc cho anh và gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui cũng như là an toàn trong suốt quá trình sử dụng chiếc xe E180 này. Rồi, mình rất cảm ơn Duy nha. Dạ. Nói chung là mình cũng may mắn là vào đây rất là có duyên, anh em có duyên từ Quy Nhơn vào đây gặp Duy và sẽ tư vấn. Và mình thấy cái dòng E180 là mình đã quyết định mình chọn. Nhưng lúc đầu là anh chưa có ý định anh dùng dòng C, nhưng mà anh thấy E180 đẹp quá là anh chốt luôn. Thật ra là anh Hà là ban đầu anh đã chọn cái chiếc xe C300 AMG đúng không anh? Đúng rồi. Sau đó là anh mới là suy nghĩ qua là C200 Exclusive bởi vì là những cái thiết kế của nó nhìn rất là sang trọng. Nhưng mà cuối cùng khi mà vào đây, vào bên em thì sẽ chọn cái chiếc xe E180 này. Thì không biết là lý do tại sao mà anh Hà chuyển từ cái mẫu xe C-Class mà sang cái mẫu xe E180 này. Thì nói chung là anh thấy là cái dòng E thì E180 thì anh thấy nó sang trọng hơn. Về dạ, cái vẻ ngoài thiết kế sang trọng hơn, còn nó rộng rãi hơn so với người dùng ngồi bên trong, ngồi rất là thoải mái mọi thứ. Thành ra là anh thấy là mình phù hợp với dòng xe này. Thành ra anh đã quyết định anh chọn cái dòng E180 này thay vì dòng C. Thì cũng rất là may mắn bởi vì là cuối tháng vừa rồi thì Duy cũng đã hoàn thành các thủ tục đăng ký xe cũng như là đóng thế chức bạ cho anh Hà xong về cái xe này. Thì nhưng mà hiện tại bây giờ thì bên Duy vẫn áp dụng cái chương trình hỗ trợ 5% cho chiếc xe E180 này. Đó, những anh chị và các bạn nào mà chưa có mua kịp trong cái tháng rồi thì bây giờ vẫn còn cái chương trình tốt các bạn nha. Rồi, tôi cảm ơn Duy dạ, nha. Dạ, bây giờ thì em sẽ mời anh Hà ha qua đây, coi như là sẽ khui cái chiếc xe này ra ha. Em đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Ok, bây giờ anh Hà đứng bên đây nha. Em đứng bên đây nha. Ok, anh em. Dạ. Anh Hà mở cửa xem cái chiếc xe của anh nha. Ok. Kiểu mình ngồi ở phía trước mình thấy cái phần mà tắp lô này là nó đập vô mắt mình đầu tiên đúng không anh Hà? Đúng rồi. Nói chung là mình rất ưng ý với dòng xe E180 này. Dòng E là mình thấy phải nó rất ưng ý bởi vì nó xe nó dài, sang trọng, ngồi không gian nó rộng rãi. Thực ra là bữa rồi là khi mà anh Hà chạy thử anh Hà mới quyết định đúng không? Đúng rồi. Mình chứ lúc đầu mình đâu không nghĩ mình sẽ lấy dòng E, mình chỉ chỉ lấy dòng C thôi, nhưng mà bây giờ mình sẽ quyết định E là mình hoàn toàn chính xác. Nhưng mà chưa bao giờ mà đi lấy xe mà hồi hộp như hôm nay. Bởi vì là đợt trước mình lấy xe Mazda thì mình thấy bình thường. Bây giờ thì đây là một dòng xe sang và mình thấy cái giá trị tài sản nó lớn, một người bạn đồng hành nên là cũng rất là hồi hộp. Thì anh Hà chọn cái chiếc xe E-Class này là coi như là một cái mẫu xe mà bên em là dành cho doanh nhân luôn á, đúng với cái công việc của anh Hà luôn ha. Và anh Hà đi một thời gian nữa, nếu mà anh Hà vẫn yêu quý những cái mẫu xe Mercedes-Benz thì em nghĩ chắc chiếc xe hướng tới anh Hà sẽ chọn luôn cái chiếc xe S-Class. Thay vì là trước đây là anh chọn, nếu mà anh chọn C-Class thì anh sẽ lên là Y đúng không? Sao anh chọn S, bây giờ anh đã chọn Y rồi. Y là phải lên S á. Là lên S-Class luôn. Dạ. Nói chung là cũng mình phải nói là chắc là mình với Duy tính là có duyên, bởi vì cuối cùng cái là mình cũng tìm hiểu xe, nhưng cuối cùng là mình sẽ lại cùng anh em mình lại gặp nhau lại
về đây và Phú Hưng này gặp lấy xe của bên bên Duy. Thật ra là anh Hà ở ngoài Quy Nhơn các bạn, rất là gần với lại ở Đà Nẵng ha. Nhưng mà anh Hà quyết định chọn ủng hộ Duy cũng như là chọn Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Một phần là mình do mình xem một số cái YouTube của Duy hồi trước làm á, nhà mình có cái mình lấy cái số sau đó mình mới điện tìm hiểu chứ mình cũng không biết Duy. Thật ra nếu mà anh Hà gặp em chắc anh Hà mới chọn chiếc E180 này. Đúng chứ rồi. Nếu mà anh Hà gặp những bạn khác thì chắc chưa chắc anh Hà đúng chọn rồi. Ha. Đúng rồi. Mình thực ra là đến bây giờ mình mới thấy là thực sự mình rất hài lòng khi mình chọn cái dòng E-Class này, mình nói thực tế. Cái cần số bữa rồi anh Hà chạy thử rồi, anh Hà sẽ nhớ cần số này ha. Đúng rồi. Chủ yếu là cần số thôi, chủ yếu là cần số thôi, là vô số là chạy được rồi đó. Đó, còn những cái tính năng còn lại thì nó tự động rồi, rất là dễ ha. Chẳng hạn anh Hà đạp thắng, anh Hà gạt xuống, D là chạy tới. Đó, gạt mạnh lên là lùi. Còn khi mà đậu xe vào, anh Hà bấm B là parking, là bấm vào. Đấy, bấm dừng. Dạ, vậy thôi. Đó là cần số đơn giản thôi. Còn hệ thống đèn, hệ thống gạt nước mưa nó cũng sẽ tự động cho anh Hà. Tự động hết, auto hết. Dạ, auto hết luôn. Đi ban đêm, ban ngày thì tự động nó đèn nó tắt mở, coi như gạt mưa cũng vậy. Có mưa thì nó sẽ gạt, không mưa thì thôi. Còn cái khu vực này, anh Hà chỉnh máy lạnh nè. Đó, nhiệt độ máy lạnh hai bên khác nhau luôn. Ha, bên anh Hà chỉnh, bên em chỉnh. Hai vùng độc lập ha. Hai vùng độc lập. Khu vực này, còn cái khu vực này để anh Hà sử dụng cho điện Navi là cái bản đồ nè, radio nè, hệ thống nghe nhạc giải trí nè, điện thoại nè, cài đặt nè. Đó, chẳng hạn anh Hà muốn cài đặt cái gì thì anh Hà sẽ bấm vào đây. Thì ngoài ra khi mà anh Hà đang lái xe, anh Hà có thể là sử dụng ở trên này nguyên cái cụm này, nguyên cái cụm này để điều khiển cái màn hình này. Đó, anh Hà này. Đây là volume phải không? Tặng to nhỏ cho âm lượng đúng không? Dạ. Đây là còn nếu mà anh Hà muốn tắt volume anh Hà bấm vô. Bấm là tắt luôn. Ấn tiếp cái này là mở đúng không? Dạ. Đây là bản đồ. Bản đồ. Kích đuôi đây. Cái đó thì khi mà anh kết nối cái điện thoại anh vô. Cái điện thoại nó mới có mà. Dạ, anh chọn Navi nó sẽ link với Google. Đồng hồ đẹp này. Đây là một cái chi tiết mà để anh Hà quyết định chọn cái chiếc xe này nè các bạn. Đây là cái đồng hồ ha. Nói chung là cái dòng xe mệt mình thấy là đôi khi những cái thiết kế nó rất là đơn giản nhưng mà tinh tế cái, những cái đây mình thấy nó tinh tế này, nó đơn giản lắm nhưng mà nhìn nó có sự liên kết rất là logic với nhau. Đúng rồi. Nó thiết kế không có thừa cũng không thiếu đúng không anh Hà? Hồi xưa đây là chỉnh toàn bộ đây cũng chỉnh được hết này đúng không? Dạ. Còn anh Hà đang lái xe thì anh Hà có thể sử dụng trên này. Còn dù em ngồi bên đây em có thể sử dụng chỗ này. Ok. Chỗ này thì anh Hà có thể là sạc điện thoại di động cũng như là kết nối cái điện thoại iPhone của anh Hà vào bên trong cái hộp này. Nha. Cái khu vực này thì để anh coi như là điều khiển nè. Chẳng hạn như là Dynamic là chế độ lái của xe. Thì xe anh Hà có tổng cộng là 5 chế độ lái ha. Eco, Comfort, Sport, Sport cộng và chế độ lái theo sở thích cá nhân. Anh Hà có hai cái chìa khóa. Thì hai cái chìa khóa này nó hoàn toàn giống nhau hết anh Hà ha. Không có cái chìa khóa nào phụ, không có chìa khóa nào chính hết. Hai cái là giống nhau là một thôi. Đó, thì cái bên trên cái chìa khóa này nó sẽ có nút là lock nè. Nút mở đó, khóa cửa nè, nút mở nè. Và nút này là nút mở cốp. Mở cốp thì anh Hà bấm giữ nha. Bấm giữ. Đó, bấm giữ nó sẽ đóng cốp. Đó, thì với cái tính năng mà đóng cốp này, mở cốp này thì anh Hà chỉ thực hiện ở phạm vi khoảng tầm 3 mét hơn đổ lại thôi. Còn nếu mà anh Hà đứng xa hơn nữa thì anh Hà không có mở cốp được. Bởi vì nó sẽ chống cái trường hợp mà anh Hà bỏ trong túi quần mà bị cứng á, nó bật cái cốp lên á thì nó sẽ cũng bị mất độ hay gì đó ha, nguy hiểm ha. Đó, thì ngoài ra thì khi mà anh Hà đậu xe ở ngoài trời nóng ở bên trong thì có thể là bấm hạ kính xuống để cho cái hơi nóng nó thoát bớt ra ngoài. Thì bằng cách anh Hà đứng cũng gần xe thôi, với cái với cái tính năng này anh Hà cũng đứng gần xe thôi, anh Hà bấm giữ luôn nè, anh Hà thử nha. Đây phải không? Dạ, giữ luôn. Đó, giữ đó. Giữ luôn. Giữ luôn tới đâu thì nó sẽ xuống tới đó. Hiểu, giữ luôn. Cao. Đó, còn nếu mà khi mà anh Hà đi ra khỏi xe đi, thay vì là anh Hà quên bấm kiến lên á, thay vì anh Hà phải vô trong anh Hà bấm công tắc máy, anh Hà bấm kính lên đúng không? Thì nó rất là mất công. Thì anh Hà có thể đứng ở bên ngoài, anh Hà bấm nút này. Đây, đây khóa cửa, giữ luôn. Thì những cái kính nào mà nó chưa đóng nó sẽ tự động đi lên, nó đóng lại. Cốp này đây, cốp thì chỉ dạ, giữ đây. Cốp thì mình sẽ mở này. Bấm cái nữa là tự đóng xuống phải không? Dạ, bấm nữa.
từ cổng sổ, hoặc là anh có thể bấm bằng cái nút trên đó, trên cái cốp. Nó bấm cũng có đúng không? Dạ. Bấm đây, nó bấm đây cũng có. Đây, nút bấm. À, nút bấm cái này. Đây không? Dạ. Ok. Ok, thì bên trong này thì em sẽ có những cái quà tặng theo xe cho anh Hà ha. Ở đây có hai sợi dây sạc điện thoại cho anh Hà nè. Okay. Cho Samsung và cả iPhone ha. Những cái sách hướng dẫn sử dụng nó sẽ nằm ở này. Chỗ này ha, cũng như ở đây. À, túi y tế của xe cũng như là cái để giữ hành lý ha. Tấm giữ hành lý nè. Anh Hà sẽ thấy ở dưới đây nó sẽ không có lớp xe dự phòng. Đúng rồi. Nó chỉ có mỗi cái móc kéo xe cho anh Hà với lại một cái giỏ để đi siêu thị thôi. Bởi vì là cái xe của anh Hà nó sử dụng lớp Runlast. Runlast là khi mà xe bị lủng bánh, anh Hà có thể chạy được thêm 80 km. Dạ, tối đa là 80 km, tùy theo cái tải trọng cũng như là tùy theo cái đoạn đường đó là xấu hay là đẹp nữa. Đó, thì có nghĩa là cái lớp xe này là nó sẽ an toàn hơn cho anh Hà rất là nhiều khi mà anh Hà đi ở tốc độ cao, khoảng tầm 100, hơn là 120 km/h trên đường cao tốc đó. Nếu mà trong trường hợp bị có thể là bị nổ lớp thì cái chiếc xe của mình nó cũng không có bị mất áp suất đột ngột. Bởi vì là cái thành lớp của cái bánh xe nó rất là dày. Đó, anh Hà chạy thoải mái luôn, anh Hà không có sợ. Thì cái nắp xăng này chỉ việc mình ấn vào đây thì nó sẽ mở, ấn vào sẽ đóng lại. Thì nó sẽ khóa cùng với lại cái cửa xe. Khi mà cái cửa xe mình khóa thì cái nắp xăng cũng khóa luôn. Khi mà cái cửa xe mình mở thì ấn vào đây nó sẽ mở. Ok. Chiếc xe của anh Hà ha, hoặc là tất cả những cái chiếc xe Mercedes-Benz nói chung thì khi mà người ngồi bên trong lúc nào cũng có thể mở cửa được. Đó, thì khi mà anh Hà chở những cái đứa bé nhỏ, anh Hà sợ nó mở cửa ha, thì có thể là sử dụng khóa trẻ em ở hai cái cửa sau. Khóa trẻ em này thì khi mình gạt lên là khóa anh ha. Thì mình phải bước ra mình mở cửa cho mấy đứa bé. Đúng rồi. Tức là lúc sẽ ở bên ngoài mở, bên trong sẽ không mở được nữa. Không mở được nữa. Còn chắc... nếu mà anh Hà không có sử dụng tính năng khóa trẻ em này thì lúc nào cũng có thể mở cửa được bên trong hết. Khi mình chạy thì nó lóc cửa, đồng nghĩa việc lóc cửa, nhưng mà bên ngoài không mở được thôi, bên trong lúc nào cũng mở được. Tại vì Mercedes-Benz họ sẽ tính toán là trong những trường hợp khẩn cấp thì những cái người ngồi bên trong xe lúc nào cũng có thể tự thoát ra bên ngoài nhanh chóng ha, an toàn hơn. An toàn hơn. Còn với những cái chiếc xe khác á, khi mà anh Hà bấm khóa cửa là coi như là khóa hết luôn, đúng không anh? Mình phải bấm cái nút mở khóa thì mọi người mới mở cửa được. Thì đó là sự khác biệt giữa chiếc xe Mercedes-Benz với là những cái chiếc xe khác. Đó, có thể là cái này nó hơi mất công một chút xíu đó khi mà anh chở mấy đứa nhỏ đó, nhưng nó sẽ là an toàn hơn trong những trường hợp khác ha. Đôi khi an toàn là Mercedes-Benz đưa lên trên hàng đầu. Dạ. Anh Hà mở đây nè anh Hà. Nó hơi lệch với bên đây xíu. À, đây là cái động cơ của cái xe. Thì một cái lưu ý ha, thì đây là cái chỗ mà để hút gió nè, thì nó nằm ở trên cao nhất có thể rồi. Đó, đây là cái hút gió nè, cái boe á. Thì khi mà anh Hà đi những cái đoạn đường mà ngập nước hay gì đó thì anh Hà lưu ý giùm em ha. Tại vì nước của mình không phải là nó nằm mặt phẳng nữa, mà là xe nó chạy thì nó còn tạt lên trên nữa. Cho nên là khi mà anh Hà cảm thấy là ở phía trước ngập hay gì đó thì anh Hà chú ý ha, có thể đi đường khác hoặc là chờ. Đó, bởi vì là khi mà nước nó vào trong động cơ thì nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Chỗ đó là cái chỗ mà để câu bình ắc quy á. Mình có thể là câu bình cho các xe khác, hoặc là mình có thể là sử dụng những chiếc xe khác để câu bình cho mình. Thì cái cọc màu đỏ là cái cọc mà dấu cộng ha, dương. Còn cái cọc âm là cái cọc mà cọc này đó, bằng đồng đó, thấy không? Nó bắt vào taxi của xe. Chỗ này là khu vực mà châm nước cửa kính. Đó, hết nước cửa kính nó cũng sẽ báo cho anh luôn. Hoặc bất kỳ một cái lỗi nào của cái động cơ, hoặc là một cái bóng đèn nào đó nó cũng bị đứt hay là nó bị không có hoạt động thì nó cũng sẽ báo lên cho anh Hà hết. Trên tắp lô đó, xe cán đinh lủng bánh nó cũng sẽ báo cho anh Hà đến thời gian thay nhớt còn bao nhiêu ngày nữa, hoặc là bao nhiêu cây số nữa thay nhớt, nó cũng sẽ báo lên tắp lô cho anh Hà hết luôn. Tất cả mọi thứ đều báo lên cho anh Hà hết. Đó, thì anh Hà có thể là biết, anh Hà tự xử lý, hoặc anh Hà có thể gọi cho em sẽ hướng dẫn cho anh Hà cái đó ha. Đó, còn lại là như vậy thôi. 8.000 cây số anh Hà sẽ bảo dưỡng một lần, 8.000 cây số hoặc là 1 năm nha, 8.000 cây số hoặc 1 năm tùy theo cái điều kiện nào đến trước. Xe anh Hà thì được bảo hành là 3 năm không giới hạn cây số, cho nên là trong vòng 3 năm đó thì anh Hà đi có bất kỳ những cái vấn đề gì thì anh Hà cứ, tụi em sẽ hỗ trợ anh Hà cũng coi như miễn phí hết. Từ lúc đúng không? Bữa trước là đến là mình
mình vào đây là mình xem là chủ yếu xem dòng C, nhưng mà cái xe E180 đã ngay cửa kìa, thấy đẹp quá cái thằng nói gì là phải xem lại cái dòng E cái là chốt luôn dòng E. Thật ra là em đã chuẩn bị cái hợp đồng sẵn hết rồi. Đúng rồi. Chiếc xe C200 Exclusive chuẩn bị hợp đồng là anh Hà chỉ việc vô là ký, bữa đêm rước anh Hà ngoài sân bay vô. Vừa thả anh Hà xuống đây, anh Hà bước vô thấy chiếc xe E180 đậu ngay đó. Cái anh Hà nói thôi sửa hợp đồng lại cho anh Hà luôn. Bởi vì dòng E thì chiều ngang và kích thước về chiều ngang và chiều dài nó dài hơn, nó sẽ sang trọng hơn, nó thích hợp với một cái mẫu gọi là doanh nhân hơn so với là mình thích dòng thấp này. Thật ra là khi mà anh Hà chiếc xe này nó phục vụ cho anh Hà cái công việc, ngoài ra thì em nghĩ là về gia đình nó cũng rất tuyệt vời luôn. Bởi vì là cái chiếc xe này nó rất là rộng rãi cũng như là êm ái, tại vì nó đầu tư theo cái hướng là dành cho doanh nhân, cho nên nó sẽ thiết kế theo những cái khoản đó, chứ nó không phải làm chiếc xe này quá là thể thao nữa. Thể thao nhưng mà cái nét của nó là cái nét thể thao trẻ trung thôi, nhưng mà cái sự vận hành của nó vẫn là dành cho doanh nhân. Dạ, bạn ăn ngược ra sao? Dạ. Wow. Coi như là hên đó nha. Vừa bật lên là cái là nó bung ra liền á. Anh Hà tới đâu cũng có anh em hết ha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. À thế chúng mình em qua đứng ở đây đi. À đúng rồi nha. Rất cảm ơn. Cảm ơn tất cả các bạn, các chú nha, chúng nha. Ok. Rồi. Dạ anh em mình cạn ly luôn ha. Cạn ly luôn nha. Cạn ly luôn nha. Cái này không có cồn không sao đâu. Em cảm ơn anh Hà nha. Cảm ơn. Chúc anh Hà và gia đình nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn Duy nha. Rồi cảm ơn Duy. Một ngày nào đó coi như là anh em mình có duyên sẽ gặp lại một ngày sớm nhất nha. Ok rồi, cảm ơn em nha. Dạ.